Hot TikToker với 55M follow người Hàn Quốc bị bắt vì hành vi dạy một cô gái đánh vần bản chữ cái ABCXYZ. Anh chàng TikToker nổi tiếng Won Cheong đã thu hút hơn 55 triệu người theo dõi câu với câu nói làm nên thương hiệu chính mình. Ngày anh chàng bị cảnh sát bắt vì tội tập đánh vần. Video cuối cùng của anh chàng được đăng tải từ ngày 22 tháng 7 năm 2023. Cộng đồng mạng đặt nghi vấn tại sao anh chàng lại biến mất một cách khó hiểu như vậy. Cụ thể, đài SBS tiết lộ người có sức ảnh hưởng Na và một người đàn ông khác đã bị bắt vì tập đánh vần với một phụ nữ. Ngoài ra, nội dung bản tin còn đưa thêm rằng anh chàng đã uống rượu với người phụ nữ đó, đưa cô gái về nhà người đàn ông khác và cả hai thực hiện hành vi với cô gái. Sau khi tỉnh dậy thì cô nghe tiếng động lạ của máy quay và thấy hai người đàn ông đã làm hại mình nên đã báo cảnh sát. SBS còn cho biết thêm anh chàng không đồng ý mở cửa và cảnh sát đã phá cửa để vào cuộc điều tra trên. Tính đến thời điểm hiện tại, anh chàng đã phải đối mặt với mức án 7 năm. Gần đây, cư dân mạng đang lan truyền clip 7 phút của anh chàng Won Cheong.